Chưng ấy. À, quấn như thế à? Em ăn thử cái này nó ngon, nó có đường, nó ngọt lắm à. À, nó ngọt rồi con ạ. Vâng. Thì nhá. Làm mình hấp xong mình ăn nhá. Vâng. Hấp bằng cái nồi to chưa nhỉ? Không, hấp bằng nồi bé đó cái. Nồi bé à? Vì nó, cái đấy nó nhiều lắm mà mẹ.
Dạ. Cho em cái bà ăn. Ừ, em lấy đi. Chín đó nhá. Để chút nữa nhé con nhé. Bánh mật. Dạ. Wow. Thơm đó. Vừa thơm. Vừa thơm vừa ngon. Nó vừa tuyệt vời. Ngon quá mẹ ơi. Cái này con mang về cho ông bà ăn thì ông bà khen con làm sao mà làm được cái bánh này, con bảo bố mẹ làm á. À, như thế. Con cầm. Con chị chờ. Wow. Nóng à? Mẹ bóc. Wow. Nhá, cho nó nguội nhá. Nóng rồi con này. Dạ, vừa ăn vừa thổi nhé con nhé. Không nóng nha. Dạ.
ngon không con? Nhìn màu nó đẹp nhỉ. Nó ngon nó, cái đường nó thơm thơm ấy. Nó đặc biệt. Đặc biệt à? Thơm ngon đặc biệt đúng không? Bye bye. Bye bye. Ngọt lắm. Vừa thơm, vừa ngon, vừa ngọt. Nó như cái măng lúc con mà nó như cái măng hôm trước con ăn ấy. Ngon. Ngon rồi con. Ngon quá. Ăn nhiều nhé con nhé. Vâng. Con ăn miếng to xem nào. Ăn miếng to bố xem nào. Wow. Nó dính rồi con này. To quá. To quá. Bên này có cây à. Cái ngôi nhà này thì mình gặp. Nhưng mà cái này không... Dạ. Mùa này nó rét mà nó cũng ấm mẹ. Dạ. Ăn cái bánh này là thấy ấm họng luôn mẹ. Dạ, ăn cái bánh này là thấy ấm họng luôn à con à? Dạ. Nó vừa ngon, nó vừa đặc biệt, nó vừa ngọt ngọt. Dạ. Tuyệt vời. Tuyệt vời, ở mặt trời. Con ăn nhiều vào nhé con nhé. 1, 2, 3, yo! Ngoan nhỉ con nhỉ? Vô lại, vô hồn đi. Chốt chép à? 1, 2, 3, yo! Ăn được không? Vô uống rượu ấy. Giờ bánh cũng là như uống rượu. Ăn cái này nhé. Cái này nhỏ cho coi. Đừng cứ thấy cái này nhỏ cho coi. Dạ. Dạ. Sao cái này giống gối thế? Giống như gối. Con lại giống mẹ. Ở nó dính quá. Dính không bóc được. Dẻo cho bột người dẻo nha. Lặng nhất. Cái này nó dẻo, nó gặp nếp, nó còn thơm thơm, nó còn ngon ngon, nó bố. Cái này bánh ngày Tết đây nha con nhá. Vâng.